từ 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 thấy rồi nha, mấy con nhóc luôn ở đây trời. Ủa mấy chơi mấy đây qua tên đó kìa, mẹ dữ dằn được trời. Trời ơi trời trời trời, quay qua hút con này cái học học túi sát đây luôn nè. Ừ cái đó dưới luôn á, ừ người ta luôn á, nhóc luôn học ô dưới luôn. Học chung cái gô giờ không biết bắt con nào luôn. Ừ. Cái bàn tay dễ bắt hơn. Bàn tay bắt mình không nhát tay á. Cái gô không nhát đâu. Có cái kia á. Cái kia. Bao luôn. Còn sống không à?
vậy phải không? Tới cái nôm luôn ha. Nôm nhỏ quá. Đây đây này nè, học. Học bỏ nó đi học. Cái này có nôm bắt đã ha. Ừ. Nè nè nhưng mà này cái bự. Cái gồ bự đó. Đây à. Đây nè. Thấy không? Con bự lắm á, không biết cái gì. Đây cá lóc. Đây cá lóc hồi nãy có con cá gồ bự vậy. Cái này nhỏ. Nó quậy dữ lắm mà. Thấy không? Trọng. Không? Là nhiều con cũng vậy. Con kia mới bự. Ừ. Kia cái nái rồi. Bắt tay mới đã tay nè. Bên kia, bên kia ngán quá. Bên kia còn không nổi. Bên kia yếu quá các bạn ơi, bên kia không dám bắt tay gì. Ô con gì? Ủa, ủa cái chai hai ba con bò tưởng năng lương luôn. Về đây từ lặn lội từ đường xa từ nắc nắc về. Ê, vậy là đi con lương rồi nè. Đi không bị gì. Ồ, cái gô nó bắt hai tay luôn. Bên đây có gô nhiều không bảnh hả ta? Chắc cũng nhiều đó. Này nó không có lúng như bạn. Không có bự nhiều. Ừ. Cái chơi này ít đây, động cá bự hút qua đây trước đó. Này ít cá báo quá. Vì sao bỏ tôi đi vậy? Lẫn coi thào không vậy, thào lẫn rồi kìa. Ra tiếp rồi tôi rồi. Đây nè, cá chê cho ông thiệt đi. Cá bự nhóc nè. Sao anh bỏ tôi đi? Trời con cá rô trên cái dài kìa. Thấy không? Ủa không có chê suốt luôn kìa. Chạy theo đường đường uống nước. Còn cái lóc bự lắm á, đâu có tiêu rồi, dân chỗ chuối nãy, dân chỗ bá hài mất tiêu rồi ta. Xuyết, vô nhóc luôn các bạn ơi. Xuyết. Mình cũng xin nhắc luôn là cái rô nuôi, để mấy anh em khỏi bàn tán. Lắm mà nó cộng nó mình nó dốc. Cái nào giờ nuôi nuôi cái nào đồng đồng mình nói ra hoài.
Chứ con rồi, con không đổ vô trong xe chứ không rồi. Nó bắt la để gì dùm mà giác không nổi vậy. Chặt gần cấu sơ ở đây nè. À. Mấy bạn đồng hương là không tát thì mơ bắt lên sao hả? Mày bắt lên á. Mày đi đám hết trơn á. Ngày mai là xong luôn á. Thì lỡ sình rồi đó thì không nó nói chứ cái gì cái gồ á, cái lóc cái gồ gì trên này nè. Không tọt tay được rồi, không phải cái chê đâu. Cái chê biết tay tao. Ê ghê vậy, cái gì đang mò hỏi cái gì ai dạ gì vậy, cây không vậy, cái gồ bự quá. Bụng luôn à. Chưa, nó còn đây nó chuối à. Mình cánh này quá. Ê. Bẩn lắm. Cái gô rồi nhá, gô bẩn. Gô, ê. Có một tay một à. Mẹ. Ê, nó nè. Ê, bự lắm. Có một tay hơn bịt mắt bắt dê nữa, chết luôn rồi. Đó, cà này khó quá. Con tay quá không được đâu. Dạ, ông tư gà đó rồi. Khó. Có con tay nó vô bắt cũng chua ăn. Gà ăn vô lụm cái rô này bự mà. Tư gà sẽ bắt cái rô này các bạn. Nó giận giận đó. Thấy mày bắt nhiều nhiều chưa? Kéo cái này vô đổ cho la vô cái đi. La hồi đó tên làng luôn, là hồi là làng. Trời ơi, nhiều cũng bự lắm. Nó quậy cho chừng. Đây. Đây là phần quay gô các bạn. Tao quay phim nó bậy không đây. Gô đồng á. Em về nhớ ông quên em không cắt đâu nghe anh Kiểm ơi. Vậy nó chửi anh đừng nói rồi. Gô bắt hai tài em. Ây da. Ây da đạp gì vậy? Đạp hai ba cái liền. Ấn đổ á. Rồi về trước ạ. Cái tấn nó dưới đó. Trời ơi. Thôi gần thôi, chứ cái tấn được chưa? Nhìn không nổi đâu nha, bây giờ ơi, nặng lắm á. Cầm lấy cái kia kéo cho nó dễ. Chán nữa thì. Nó đổ vô cái thao này nè, kéo dễ nè. Cho máy tập sự vô. Dặn con viên đến từ Lâm Đồng. Ra trường rồi nè. Quyến ra trường rồi đó. Ổng ra, ổng làm hai đề chứ, ổng ra trường luôn đó. Hỏi nhiều dữ vậy nó là còn cỡ khoảng 490 nữa là được nửa tỷ đó. Này vừa là chín nha các bạn ơi, cá chê nhiều quá. Tính tính nè. Lên chi lùng mấy con cá trốn như này các bạn. Từ từ tò lên đi cá, tò lên nè. Đây buổi chiều này mát nè các bạn, mát cá nó khỏe nè. Từ từ tò thấy rồi nha. Cái gồ nhóc luôn ở đây trời. Ủa cái chê mấy đây qua tới đó kìa. Mẹ dữ dần được trời. Trời ơi trời trời trời, quay qua hút con này cái học. Học túi sát đây luôn nè. Ừ cái đó dưới luôn á. Ừ cái tay luôn á. Nhóc luôn học ô dưới luôn. Học chung cái gồ giờ không biết bắt con nào luôn. Ừ. Cái bàn tay dễ bắt hơn. Bàn tay bắt mình không nhát tay á. Cái gồ không nhát đâu. Có cái kia. Cái kia. Bao luôn. Mới chuối. Về cảnh tắt đìa bắt cá ở vùng quê rồi mình các bạn miền Tây Sóc Trăng. Nhìn cái nhà mình trong clip vui vẻ đó luôn. Con nào nấy hết biết. Cá đó nó cắn nha, đừng quất vậy. Có trong đích mà học ra cá gô không. Dạ lại à. Có mặt công tắc chưa? Đó. Cá gô đứng sập cái lỗ này. Này trúng cái ổ luôn các bạn ơi. Trời ơi. Ngồi xuống luôn á, ngồi xuống là nó chuối gì với chỗ mình hoài luôn á. Lúc đó chui vô quần nữa. Chê chui đã. Ồ, sao lỗi nè. Tuyết thật luôn. Sao dám ngồi xuống?
Chưa là vô liền nó lóc vài cái là đen đen sình trống. À, trời nó đi đường lên trên đó luôn hay trời. À, bộ lần này dữ. Qua wow, anh kia, lại động của anh kia. Ừ, mai dữ rồi, dữ. Dữ luôn hả? Lóc rồi. Trời ơi, tay hai con cá luôn chị ha, chị Tư ơi. Trời ơi, nó gô kìa. Trúng rồi. Trúng thì dần cái dũng nước hết biết. Cái này là cái đè nhưng mà cái dũng này cá nó gom á các bạn. Để không ấy nói, người ta nói dũng nước sao cá dữ vậy. Giải thích luôn, giờ làm gì cũng phải giải thích chứ vậy. Để mình nói cái dũng nghe, người ta nói trời ơi cái dũng đâu mà cá dữ vậy, cái này trong cái đè. Có cái rồi thôi. Cá rồi, lôi lên cái lóc đi. Bắt cá rồi nhát cá chê vô đít nhỏ đi. Nhậu nó ngồi cá nó nằm mà mẹ phải biết. Đó nó ngồi vô cái lỗ đằng cá nó chúi vô rồi. Nó nằm mệt chứ không trời. Đã ha. Mà đứng lên nè. Cho nó. Ê cá chê. Nè nè nó mới được. Má cái lóc này đâu trời. Cái lóc đã ở dưới sầm dưới. Dưới chỗ bơm lóc sáng phóng ra nhiều lắm, có bự bự mà. Vậy hả? Thì là hồi sẹt nó mới lên. Cái chú dưới mình không biết đâu. Như con nãy đó đi tới đi lui biết như quận. Đừng có chê giờ ăn không thèm gớm. Không mê. Rồi đã tài. Ngoài ruộng bắt chỗ này ngon. Bắt cái cạn hả? Bắt cái cạn lỗ lớn nè, đã luôn. Cái cạn này, này thứ gì? Để giò học luôn. Bữa bắt cá cạn mùa khô ở trong cái đám lá cá rô cái này không nè, mà cá đậm nha, cá rô bự gì á, mập này, hơn nữa, mập hơn luôn. Bữa đó đi vô tính đen à? Không, mình tâm ảnh á. Bữa đó tính đi chạy nước ăn xuống cái thấy nước xếp xếp mà nó khô rồi, cái tùng quyết nó làm sao nó thấy nhích nhích thì cái nó thọc xuống nó bắt hồi trời ơi cá rô móc ra con mình lớn đó. Bự hơn mập hơn nhiều. Rồi hồi nó bắt được, nói với ông Thần bắt được hai cái lóc con chắc cỡ cái ký lô à. Đi à. Ừ, tại cái giờ nước quan á, quan để quan. Lâu năm nó ở. Ờ lâu năm á. Nè, còn nữa. Cái lỗ bên này còn luôn. À! Bắt rau tọt cái quần từ rồi xuống là chết luôn. Phóng bự, tiêu. Kìa, chú cái đất bự biết luôn cả. Cá là chú đất. Ừ. Bơm cái chết luôn. Trời, bắt cái lỗ này không biết nhiều cá nữa rồi. Qua lỗ này còn sung sung lại nè. Dũng sĩ xuống rồi. Yeah. À, sao sao đất mình học cũng còn cá. Cá bự còn, mà nó chuối. Kìa, yeah. Sao bên đây nè. Đây còn cái chê. Thấy giật cái tha là biết rồi. Kỹ sư lấy chưa, kỹ sư lo nè. Thấy giật biết rồi. Cái rô em luôn nhóc á. Chích mới thấy nữa. Đây nè, đây bắt đi. Kìa, nó ra kìa học. Đây bắt gì đó. Học. Nó ra dao đừng đâm nữa. Chết rồi. Nó chết rồi nó chịu. Dũng này tới cá luôn. Gom nó gom xuống các bạn. Đây đi chứ bắt cá nổ mấy cái đè này nó bắt cá rồi. Đái đó chân gì nên là chị bắt cá phải ăn nhất. Cá nó lẹ nó hoạch lẹ nữa. Không phải á. Trời ơi không thấy mình đồng mình chơi luôn. Người ta làm cái gì người ta phải về đúng không anh thấy. Phải ghi công. Rồi chơi cái đó ơi. Sao lại trước cá hả? Rồi chơi nè. Qua đây nè. Rồi hôm nay coi vui. Bắt bằng hiu đi. Bắt cá hôi vô bắt bằng hiu. Cái dấu cá gì dạ. Rồi có tỏi nhập cán gì nữa kìa. Bên đây nó có lóc phóng qua mình nãy giờ không thấy cá nhiều. Đám cưới mấy quận rồi đó chứ không phải quận trong đâu. Đám cưới mọi hai ngày đó. Đúng hoa xí người ta. Người ta có hỏi anh nó phong cách của Châu Phi. Tên Châu Phi hả? Ngọc ở dưới đó. Không được. Không được anh Hoàng. Tôi phải bắt dàn người.
Ví dụ song song vô cái thuyền này thấy ghét quá. sợ thầy kém dữ rồi. Làm sao anh em chạy ăn kém nhưng ba đợi chứ. Rồi chết nó. Bữa nay phải lâm cái nữa rồi. Đẩy vô tay luôn. Này không chắc đi học võ chưa vỡ tay nữa. Đi sợ nào chịu hả? Ủa chưa đánh rồi mà. Chiều trước khỏi bị đánh. Khỏi bị đánh. Nó sạch gần không luôn á trời. Cá lông tông này ta. Ừ. Bị lớn rồi nè. Ừ, cá lông tông nhiều tỏi. Bự á. Nữa hả? Đây đi lụm cá nó lụm móc á. À, chê nắm râu nó. Ta làm một vài cái hang vài cái góc rồi đó, bốn góc đó, nó gom vô cái mà bắt khỏe phá một rồi à. Bắt dàn khơi đã hơn đi thiệt ta. Ừ, tay nó đã tay chú mà ăn cá. Trời dị ứng nha anh Kẻm ơi, thấy không à, ông hoàng không á thì dội quá nhức dữ ta rồi rồi. Dính đầu gối cái dính với bàn giò, cái ngón giò cái nữa. Đây nãy quỵ cái giò xuống mới dính phải không? Ừ. Con mề đó hết rồi. Đây còn thiếu à. Trời. Cá này dưới đó mới lỗ. Ừ, lỗ nó mới nhiều á. Anh mình chụp hình gửi cho anh ba gì chả nha, rồi cho anh ăn để anh trả anh không có cá này anh ăn thương nghiệp anh mới thấy ông đổ cá đổ gì nhóc chân mà. Ủa cá gô quá gì các bạn. Ừ tao bắt cá bự trước đi, thấy cá gô luôn mà chưa bắt cá gô bên kia mới giữ gấp ba đôi gấp ba cá này luôn đó. Nắm câu cá gô dính chặt gần cái chê nhỏ 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 dính nhóc. Cái chê này đang lớn mà đi bắt chân. Đâu đâu đâu. Còn cái gô đồng. Mà cái gì vậy? Nó giống như hứng lúa vậy. Đưa lên ha, hai thằng có nhịp nhàng nha. Đủ thấy nó hứng á, vừa thấy nó đứng ngạo hết. Trời ơi, đủ mày đưa lên chân mà hứng không có nhịp nhàng cái đi. Ừ mà thấy nó lăn xăng hai thằng nó đút nó nhảy nó làm múa xua. Đây. 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 Chỉ là ngón này. Ừ, khủng các bạn ơi. Còn cái đại ca. Mập ha. Kìa. Ông nào thuộc cái bài ca ấy, ông nội đi ca đáp hình nào nữ ông nội chỉ cho cái bài ca. Ha à, rồi mình thải thằng quay xe. Bỏ thì ghê lên đây thì ghê. Lên như này nè, tiến công như này đi. Tết tới rồi, đừng có đi lùi nữa. Đây nè, tao qua hơi một. Người nó cũng gãn cá rồi. Cá lên trên kia. Mấy cá lồng tông nào mấy người hết biết. Cá lồng tông bằng cá chê. Giờ giò sao á, không? Ở sao á, sao giò phải? Ây da. Đất. Lóc rồi. Ghê vậy, mấy con chưa. Trời ơi. Tưởng nó có lóc. Quá.
Còn... bỏ nhiều cái thao khổ lộn vô mình ấy rồi cố sờ có đâu cái thao này họ lên trên mạng rồi đồ đồ cái này cái gì vậy ta còn có cái lóc trong này đó mà không biết siêu phẩm này gì đó nãy nè chú lên em ơi nãy nó muốn sờ nãy giờ nãy uống cái sình thấy bà nãy giờ chú với đồ bộ lâu lắm rồi con này nãy nó bên đó chú qua đó em nghe đồ bộ con gà lại cái đi dặn hơi đứt luôn hay vậy cái chè nó lướt gió không trời ơi sống giật ngoài trẻ đi gần hết rồi thôi rồi con chí đâu em ơi cạn rồi bắt được rồi. Chết đi nhẹ nhẹ lúc đó làm chứ đủ không ai cạm ra rồi không tụi tao biết bắt nha cái rùa có nhiều cái lòng tâm mắc nhất cái miếng trong đây cái chơi không gã cái lòng tâm gã là cái gì không gã cái lòng tâm mắc nhất rồi đó mắc hơn á tới tới chuyện rồi các bạn ơi nãy giờ đợi nãy giờ này, trưởng làng chắc được cặp này bự nhất rồi đi tao khai chích đi ở đây tao lụm tiếp không chích ở mà còn lụm nữa là mấy anh nè mấy em đứng muốn cộm lưng đây lấy cái thao cái chứ giờ con gì bự vậy cái chứ giờ mà tụi em mắc muốn khòm lưng vậy tao mấy anh nói em tụi đổ vô nó mắc bệnh luôn chạy bỏ cửa luôn rồi rồi tới cái khủng rồi các bạn ơi trốn nãy giờ ủa sao cổ nghe cái gạch kia ta hả cái này chuyển qua tới mà bó cổ luôn chứ còn bẻ cổ nữa giữ ông nên nữa con này nó bị đau khớp hay gì à rồi nghỉ giải luôn kìa vậy đó mà nãy giờ kiếm vì làng học nó thiệt mà nó dốc có đếm còn nhiều con không vào ba con ba con vậy là còn con nữa ba con đủ rồi à, mình nói mình biết ba con vậy cái người ta nói ồ vậy là thả nó bắt đúng ba con rồi đó nhìn nó ba bà cho bắt dính cá ấy đó hà buổi tối hay nói cá ký tám ký tám trả anh bắt vô con cá bự rồi bá đó vậy mà biết cái ký tám thiệt ý là nó mình mưa thả giờ mình biết không á mày sao trong dưới đê là cái gò bự người ta đẩy dưới đê đi cái lỗ này cái kiếm mình cho cái con có thèm không giấu giấu hoài à đồ vậy nè không giấu cái bình nó dưới kìa cái dưới nước mặn khủng cái mười mấy triệu gì đó trời vuốt lại một vợ dạ hả ừ cái bình nó thứ đó lội xong em lắm lội là đụng lại xịt một vợ là xịt lên là nặng cá không còn dãy luôn đó là khỏi đánh luôn á một cái bình đó là mười mấy triệu có tuốt nè đến cái chạy vô lương chạy ừ, mấy ông trời nãy ai nhắc lương có lương gà của tỏi không nè cái này của anh tỏi nè hai ba con gà tỏi ủa lương này sao nó không đẻ như cá chê ta ai biết hậu nó lương này đẻ như cá chê nọ như mít nè có ra rồi túa ra trời cá chê nằm đây chứ sống nè chích cho nó cá nó chuối nè các bạn cá này mốt lại bài ca gì đâu mấy tấm người thương mình sẽ sửa rồi. Ai người ta nói là hồn lỡ sao vào ngay mắt anh. Hai bảy cá một đông chết chơi nha chạy. Tê tê tắng. Rù. Những cái lồng tông thì chút mau lắm vậy. Đục. Giờ lồng tông vậy. Vợ phái ăn lộc tông nó chơi nhầm con nó ém lại đẻ ờ tao còn tê 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 chưa đó giờ nãy chưa thấm đâu ấy da quỷ quà lại nó giật tăng tăng hả gì nữa hai không có mùi thuốc để chịu báo
Anh bà Phán, anh bà Phán. À, cũng anh Quang đó mà, anh Phán Quang. Con hỏi thôi mà. Anh chỉ hỏi mà thử thử mà thôi à. Gặp ông Quý rồi, ông Quý hỏi bao năm à. Bữa nay chúng ta Phán đâu đó là mệt luôn. Hai chị chào cả nhà mình nha. Hôm nay thì buổi thu hoạch cá chê được tấn mấy các bạn. Hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ nha. Bây giờ mấy anh em sẽ chuẩn bị tới tiết mục ăn cơm rồi vậy. Hai chào cả nhà nha. Chị ba ơi, cá quá trời luôn. Bác Hai. Bữa nay phải mình luôn ha. Đi đám về nhảy ra. Wow, bữa nay dính đầy cá chê quá trời. Quá trời bữa nay. Ui ui bạn ui. Thôi, thôi chị. Nhấc nhấc không được thử. Được rồi đó hả? Được rồi. Mới đụng nó quậy. Đó rồi nha. Đây, cái lồng. Luôn nhất. Nãy giờ mình được nhiêu đây đó hả? Nhiêu đây luôn nhất đó hả? Không, tại mình lúc đầu bỏ vô cái đậu mà hồi trước nó nhóc không mà. Hai bữa nay chơi siêu phẩm không ta? Làm gì? Cục nào cục nấy quá trời cục. Trời ơi đi đám về mà. Nặng tay dữ à. Tội. Đi đám. Nào đi đám vô đây không mượn. Mượn đeo được. Đồ mã không. Ừ. Đó mà rồi, quá trời. Ai được ở không. Gì đó. Ai này nó đi về nhà cọp mà nhậu đây nó. Cọp cái vợ điện quá trời luôn. Rồi gì kìa. Ừ. Điện con la nó hỏi có trên đây không nữa. Chê cùm tay không em. Này quá trời, bảo hãm cầu đó, lấy cái mía cầu. Chê trắng quá. Chê trắng quá trời. Ôi ừ, rồi nè. Cái chê trắng là quay lên ta ta cười chắc chết thật ăn ngon. Sợi răng này. Quay lên ta ăn răng. Hả? Hồ cá trắng. Đây cái này hồ cá cảnh các bạn. Giờ bây giờ ta nuôi cá cảnh, nuôi cá chê trắng đâu mà. Này không bán cho mấy thằng cá cảnh, chừng nó môi nhóc đó nha. Đó là đang cao không xình. Ờ. Thả vô á. Thả vô bà hộp nhỏ hơn mà ốm hơn vậy. Một tông lỏng ha, một tông bự bự mà. Mới bắt được mới. Đây, cuối cùng là xong một buổi thu hoạch đề ở nhà bác Hai các bạn ơi. Bây giờ mấy anh em chuẩn bị làm lễ bế mạc. Kết thúc mùa vụ. Đây. Đây là thủ phạm các bạn. Tắt cái đi. Cá 1000 con cá chê trắng vậy thôi mà có hai cá này bự nhất nè. Cặp này đã ra nè các bạn. Bự luôn. Không có để tao. Trời. Là mấy chục tí. Hả? Ờ biết mà lấy cả mấy chục tí á. Thì nó lấy hết, thì lấy vô bao cho nó như hết. Tại anh đi với em ông ngoại cũng chết à. Đây, đây là thành quả các bạn ơi. Này cái hồ nhí nào ở đây. Ừ nó sao cái thật may chết mẹ rồi bỏ lộn cái hung cái thật rồi. Mấy con này. Mấy con hãy tính thả đi chị thả. Đó lụm đấy, thấy nào lụm đấy. Đây, một con này. Đâu. Dưới nó còn. Dưới nó còn này kìa. Kệ đi, ổng mấy mà có mấy con luôn. Này nó cũng cân luôn lắm phải không? Có cân luôn không á? Cân luôn, cân cái nhỏ này luôn không không? Cái đó cá mồi. Bộ hỏi mình cân 2,5 kg vậy? Đấy đâu, có bán được đâu. Không biết chứ. Rồi cái hàng ha. Thiếu thì chút thêm, còn ngoài hồ á. Lấy cho đủ số lượng anh bán đi. Được rồi, nhiêu thôi. Vậy là ngày mai anh cũng dẫn vô bắt nhiêu đây phải không? Ừ, được rồi ha. Đó, hai thằng nhát cái nái như mũi chích chơi. Không còn. Nái thì rộng lại. Mấy tẹo rồi. Ghê thành phố. Rồi hết cái gô này có lấy nữa không? Lấy nữa là nó sốt còn không lấy nữa. Hai cả chào cả nhà nha. Vừa qua cả nhà mình xem cái buổi bắt cá thu hoạch ở nhà của bác Hai, một đề thứ ba trong năm. Thì hy vọng cả nhà mình xem clip vui vẻ.